Xin chào mọi người, mình là Khánh, chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Mọi người có thể tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thì video chi tiết tại YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở video này hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến mọi người một mẫu bình tỏi sứ men lam vẽ tay, mẫu họa tiết là cửu long, 9 con rồng ở trên một chiếc bình, 9 con rồng. Về kích thước của cái bình này là cao 62, đường kính bụng là 42 cm. Để tạo ra cái bình này thì cái dáng bình là đúc bằng khuôn, dáng đúc khuôn, họa tiết thì là vẽ thủ công bằng tay. Nhiệt độ nung của sản phẩm là 1300 độ C. Cái nguyên liệu đất để tạo nên cái bình này là đất sét trắng xương trong, nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì sẽ cho ra cái loại sứ trắng tinh. Cái màu trắng mọi người đang nhìn thấy đây là cái bản thân là cái màu của sứ nhé. Khi nung ở nhiệt độ 1300 độ C thì nó sẽ trắng như thế này. Cái loại sứ này là còn xuyên rất là sáng nữa. Cho mọi người nhìn thấy ánh sáng nó xuyên qua. Đây gọi là hàng sứ xuyên sáng nhé. Trắng thì có rất nhiều loại đất trắng. Nhưng mà mọi người cứ thử như này vào. Loại nào xuyên sáng là cái loại đất nó xương trong, không tạp chất. Còn có những loại đất mà người ta pha những cái chất khác vào để cho nó trắng cái đất ra mà nó không xuyên được sáng. Đây là mọi người lưu ý nhé. Đây. Và quan tâm đến sản phẩm mọi người vui lòng gọi điện, nhắn tin qua Zalo, số điện thoại đã được gắn ở bên trên video. Rồng là biểu tượng may mắn và quyền lực. 9 con rồng là biểu tượng là sự quyền lực nhất. Cửu long trên một chiếc bình. Quay xung quanh cho mọi người nhìn. Hàng Bát Tràng Việt Nam. Màu sắc là bền màu với kiểu nét nhỏ nhé, nét vẽ nhỏ dưới đáy đấy, quay dưới đáy cho mọi người nhìn đấy. Hàng giả cổ nhé, hàng này là hàng giả cổ. Nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao những cái hàng men lam như này thì ở dưới đáy ở Bát Tràng không chuyện chữ Bát Tràng mà lại chuyện cái chữ tàu như vậy. Thì để tăng thêm cái giá trị của sản phẩm với những cái hàng men lam tăng thêm giá trị thì sẽ được chuyện những cái chữ tàu như vậy. Mọi người thích chuyện cái bất kỳ một cái gì ở bên dưới cũng được, chuyện chữ Bát Tràng, chuyện bất kỳ một cái chữ gì theo cái mong muốn của mọi người thì chúng tôi đều làm được hết. Quay xung quanh cho mọi người nhìn. Bây giờ thì mình quay cận vào để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về cái tác phẩm này nhé. Nếu như quan tâm thì mọi người vui lòng nhắn tin chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua Zalo để chúng tôi biết chính xác là mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc hết. Nhiều khách hàng ở xa mới sở hữu nhưng sợ vấn đề là vận chuyển sẽ bị vỡ. Riêng vấn đề này mọi người yên tâm, gặp bất kỳ vấn đề gì thì đơn vị bán chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng đúng mẫu nguyên vẹn thì mọi người mới nhận, nên là mọi người yên tâm vấn đề này nhé. Bây giờ mình quay cận bản. Đây, mặt ở góc này là hình ảnh song long châu ngọc này. Đường nét vẽ tay đây. Ở mặt hông bên này thì được chế tác rồng ở trên cái phần vai và phần cổ của mình. Vai và phần cổ, rồng được chế tác ở đây. Quay cận nhất cho mọi người nhìn được chi tiết nhé. Tiếp theo cảnh này cũng được chế tác hình ảnh là song long trồng ngọc.
quay lên cho đỡ bóng này. Góc bên này được chế tác hình là nhất long, một con rồng này. Ở trên cổ thì lại được chế tác hình ảnh là song long trong ngọc. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, với mong muốn là giúp cho tất cả mọi người chúng ta có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và cũng như là hiểu rõ về những sản phẩm đó. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo hàng nghìn những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết và liên tục cập nhật lên trên kênh để cho chúng ta có thể xem được những cái sản phẩm mới nhất của Bát Tràng. Và sau khi mà xem xong những video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa, cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Vào mục danh sách phát này, mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.